Hơi nóng phải bóc ra. Sáng nay đi chơi trải nghiệm. Ôi Sam ăn mà cầm hai tay hai bốc cơm luôn kìa. Mới đi một chút đã đói rồi à. Nào làm miếng dưa chuột nữa nào. Đây một luôn. Đây, cho sao đây. Các bạn rất giỏi, sạch hết tay luôn. Trong chén kia, trong chén xem kia. Sam đang tự ăn. Đây mọi người buổi chiều đang đi ăn cơm này các bạn. Đây là bữa cơm của Khải và Sam. Khải đang chăm sóc cho em Sam ăn xong rồi mới ăn. Sam có vẻ no rồi. Cho uống miếng nước kìa. Sam uống nước không? Thế là Sam đã no rồi các bạn ạ. Đến đây thì Sam cho Sam uống miếng nước hả? Nước kìa, nước đây này. Nào làm miếng nước nhá. Sam uống nước rồi. Rồi Sam ăn xong rồi lau tay cho Sam nha. Nghịch. Lau tay để sạch nha, phòng chống corona nha.